nơi này qua nơi khác để tìm gặp được cùng nhiều người càng tốn trong thời gian ngày quanh ta. Thế thế bây giờ là mẹ gặp được con dạ. Cái chữ nó nhỏ, cái đấy là chữ nhỏ, chữ to là bà đọc được tốt hơn đấy. Một lần nọ có một bà mẹ đến tìm gặp ngài tại một ngôi đền. Bà mang đứa con đã chết lên tay và khóc lóc làm mọi người động lòng thương xót, vì ai cũng biết mắc con là nỗi đau đớn lớn nhất trên trời. Ba mẹ van xin hãy để tôi gặp Phật Phật Cổ Đàm. Vừa nói vừa gần như ngắn nịp đau đớn hãy cho tôi gặp ngài. Ngài sẽ có một phép la a cùng nói ngài có thể cứu quân tôi. Hãy để tôi tới nghĩ tới gặp ngài. Nói, đúng rồi, chữ nhỏ bà đọc thế là năm 83 tuổi là đọc thế là mắt còn tinh ấy, mà không cần kính ấy. Vâng, con dạy đeo kính, con đâu đeo kính, mẹ không phải đeo, con thế là nhỏ. Thế ngày xưa bà bảo bà đi học bình dân học vụ à, chứ lại không được học... Không, học bình dân học vụ là bây giờ học tối nhá, cứ 40 người một cái đèn trai, một cái đèn phấn, hai người cái đèn Hoa Kỳ. Bây giờ nó khổ lắm. Dạ. Thế xong mà mấy mà về sau học bình dân đấy, học bình dân. Thế về sau học trưa thì như thế học về xong ấy cuốn sách cuộn vào thế này này, lật cái máy nhà danh đút trên trên đấy. Không muốn xuống vớ được đốt nhà. Y tờ tờ y tí ấy. Thế là hồi bình dân học vụ thì bà mới đi học chữ đúng không? Vâng. Mới ngày là cơ quan mười mấy tuổi. Dạ. Khổ lắm. Dạ. Nhưng mà năm nay bà 83 mà mắt còn tinh như này, không phải đeo kính là còn tinh lắm đấy. Năm tổng thì nghĩa tôi 11. Thế là bà sinh năm 34. Vâng. Đúng, bà sinh năm 34 đúng rồi. Năm tổng thì nghĩa tôi 11. Vâng. Nhưng mà quá tội bây giờ nó chỉ nằm dòng, bây giờ loạn hát, cái bài hát nó hùng mạnh lắm. Mà nó ấy dân bây giờ nữa. Bây giờ thì thiết làm giàu thôi, thì làm giàu. Ô đúng như thế thật không nói. Dạ. Trước thấy là vui lắm. Dạ. Cái bài hát trước một lúc tổng khởi nghĩa thì vác gươm bồng súng, chúng ta cùng đi ra sức hy sinh, đồng tâm ta cùng tranh đấu. Dạ. Giành tự do giải phóng cho nước Nam, ra đi bám giết tan quân nghịch thù. Dạ. 600.000 khóa đường xa ta chưa nuôi đứa. Bài hát thì cũng hùng mạnh lắm. Thế ạ. Thế là bà vẫn còn nhớ mấy chục năm này, phải đến 60 năm này vẫn còn nhớ. Vâng. Dạ. Năm bây giờ tôi 11. Úi rồi, thế mà từ năm 11 mình vẫn nhớ. Vâng. Mà bây giờ cái chữ nhỏ thế này, cái chữ này là cái phông chữ nó chỉ là 12 thôi, cỡ chữ là 12 thôi mà bà vẫn đọc được. Chỉ có một số chữ nó bị vấp thôi, nhưng mà răng chưa rụng. Đúng rồi. Thế à. Răng chưa rụng cái nào. Vâng, mà giờ bà cho thì mạnh khỏe. Dạ. Bà có đi chùa, đi đền gì không? Có. Úi giời, tôi đi chùa nào đi. Đi năm tôi 81 có chỉ từ năm 82, 83 nào không đi. Hôm mấy như thế nào tôi đi Đầm Đa thì mỗi người một cái gậy bằng cần đây là 2.000.
Chứ tôi chẳng dạy cái thầy đâu, tôi đi đấy, thầy muốn tôi cũng theo. À, thế là tôi bỏ bà... tôi bỏ cái năm nay bà bao nhiêu rồi rồi thế các cậu bỏ tới bao nhiêu? Tôi bỏ thì tôi 5-50 của nói chả quá, bỏ nói chỉ tới 81 của thế cứ này cứ chắc tay tao lại bà, tôi muốn lại lại muốn không không. Thế này sức khỏe là ông bà tổ tiên cho mới trời cho đấy. Vâng, yeah. Thế tôi đi chùa Hương, tôi đi ông chùa đền kinh bồng chẳng có cái gì có mốt phật được. Thế à? Thế tôi đi bánh đính như thế là cứ bên vào bên tay phải ra bên tay trái, bốn người một thuyền, bốn người một thuyền. Vâng. Thế là bà cũng đi nhiều hết rồi còn gì nữa nhiều. Những cái chùa nào mà nổi tiếng với chùa to miền Bắc bà đi hết rồi. Đi chùa Keo à. Đi chùa Keo về tháng 8. Dạ, dạ. Thế là... Bây giờ chúng tôi độc đi bộ đi xe ngựa. Ủa à. Giời, đi xe ngựa khổ lắm ạ. À thế ạ. Độc đi xe ngựa chứ làm chùa ô tô xe máy. Ngày ngày trước là bà cũng đi rồi xong đón đi xe ngựa. Vâng, đi xe ngựa. Tôi độc đi xe ngựa đi. Mà bà hình như được mấy cô chú nhỉ? Được dạ, ông bà. Được bốn anh con trai, cô con gái. Vâng, thế là... trong trong nàng cả nhà tôi thì anh cả, anh hai, anh ba. Thì bây giờ ông làm đội trưởng, ông làm việc thì... Ông ai cũng bảo sao khi mà bây giờ tổng tiền lắm. Vâng. Làm ở cái chỗ sát đồn đấy. Dạ, dạ. Nó quay mặt vào trong nàng, trong quay mặt vào cái áo đấy. Đấy là, chung là cái sông. Vâng, ông bà nuôi hồi đấy gọi là sông Cổ Tre đúng không ạ? Vâng, đấy. Thế ông bà nuôi được 5 người con, thế mà năm nay bà 83 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Vâng, này là... mà trước khổ lắm à, tôi nói thật xin lỗi, chứ bây giờ tôi với bà già đây này, buôn mỗi cứ người xin lỗi là không buôn, còn cái gì cao lương này, bột mì này, cám này, đỗ trên khoai không thiếu cái gì không buôn. À thế ạ. Vâng. Thế là hai bà dắt nhau đi buôn. Vâng. Bà già đó xoăn đi này. Vâng. Buôn cả dây khoai xuống đồng bằng này, chợ đồ ăn này. À. Thế cứ đi chợ đồ ăn thì vào, ông gọi là ông năm nay ăn cơm, sáng ăn bát cơm xong rồi vào trong chợ, sẵn có hàng quà gì nữa. À. Đi chợ đồng bằng thì ăn ở quán gọi là quán đàn bà cầu nát đấy. À. Mà bây giờ làm gì có đồng hồ, đọc đồng vì sao? Vâng. Ông tu rua mà mặc về đằng đông này là cũng mặc là 3 giờ. À thế ạ. Tu rua sau 3. Sau 3 là lúc ấy là mình dậy là chuẩn bị đi chợ. Vâng, à. Nó quen rất rồi, cứ bây giờ đi. Vâng. Hay là có nghe tiếng gà gáy không có phải? Ừ, nghe tiếng gà gáy, tiếng nhét, gà gáy, tiếng nhét là 3 giờ. Thế là hai bà là cứ gánh, hồi lên gánh bộ chứ làm gì có xe. Gánh bộ, toàn đi bộ. Tôi tầm 30 tuổi tôi mới tập xe. À thế à. Tập xe thì tôi đi trong làng tôi đi được nên không lên được. Tôi mới ra sân khoa chứ nói anh chứ nên mới lên ngã đâm sắp mặt chút rồi ném bố xe dí dòng khanh nhưng mà... Và... Thế về sau bà có đi chợ bằng xe không? Không. À. Thấy nó kinh rồi không đấy. Không, nhưng mà nó cũng chả có gì sợ đâu. Nó ngã một tí rồi lại đi được. Ninh Giang, chợ Lão, tôi còn đi chợ An Bình, mà từ chợ An Bình vào với chợ Nhật Lệ cũng 3 cây nhé. À thế ạ. Vâng. Chợ Nhật Lệ, chợ... Chợ Nhật Lệ đấy, gọi chợ An Bình. À, chợ An Bình. Vâng. Thế thì... Có tất cả hết rồi. Cháu phải đi có việc. À, thế bà, thế là hồi đấy là bà đi chợ Ninh Giang là cũng đi bộ hả? Toàn đi bộ hết. Xong đi qua đò Lách hay là đò An Khê? Đò này, đò Lách thế này. À. Toàn đi bộ. Từ đường bộ. Từ đây sang Ninh Giang là phải 10 mấy cây đấy. 12 cây. Vâng, 12 cây. Đi sang Ninh Giang 12 cây. Thế là bà, hồi đến sang Ninh Giang là bà bán gì bên đấy, đi chợ nào, chợ Ninh Giang? Ninh Giang thì bán hành. À, bán hành. Xong mình có mua gì ở Ninh Giang về mình bán ở mình không? Vâng, không. Không, à. Ui giời khổ lắm, bây giờ đi sang đi các nơi đi mua cái hành tươi về, cứ bóp hai cùng một, mưa rét bỏ chạy về. Gọi là nặn tượng đấy hả bà? Dạ. Có phải gọi là nặn tượng không? Vâng, nặn tượng đấy, gọi tượng đấy. Cứ có hai cùng một thế này, sáu cùng một mớ. Dạ. Gọi là nặn tượng. Ôi, vâng. Mấy kể chữ bây giờ chẳng biết làm nó nghe đâu. Vâng. Bây giờ thì nhiều người không biết được cái cảnh ngày xưa đi chợ thế nào. Khổ lắm ạ. Vâng. Phải mười mấy chợ, giờ đến phải mười mấy chợ. À, thế à. Đi đã vào chợ An Bình và cái chợ Nhật Lệ thì xa lắm nhé. Vâng. Ở chợ Trại, từ vâng. Chợ Trại vào cái chợ Nhật Lệ nó nhỏ thôi. À, thế là bên chợ Trại đấy là bà phải đi bên qua sông Luộc à? Bên Hải Dương. Qua chỗ nhà có phải Trại Vàng nhà bà Thắm này không? Quê nhà bà Thắm. Chẳng biết. Trại Vàng đấy, qua chợ Dậy. Đi qua vòng gọi là cái đoạn mít đấy. Đúng rồi, đi qua sông Luộc đấy, đi sang Hải Dương. Qua cái đoạn đấy. À, đúng rồi, từ đây sang đấy là cũng phải đến mười mấy cây đấy, 15-17 cây đấy. Thế mà toàn đi bộ. Vâng. Thế là cứ đi từ lúc khoảng hơn 3 giờ sáng đến khoảng 5-6 giờ sáng đến chợ. Đúng rồi. Xong rồi bán xong lúc khoảng từ 11-12 giờ thì đi về đến nhà là khoảng từ 1 giờ về, cái bắt gọi là bắt khách bộ đội là 7-12. À. Cái bơ cũng bơ là 7-12 bơ. Thế mà cứ thử mà mình tôi làm hết, mà thức ăn không có. Dạ. Giờ 7-12 thì 3 nữa, 2 ngày. Vâng. Thế là hồi đấy là ông làm bên đội sản xuất, còn bà là cũng vừa làm ruộng vừa đi chợ để kiếm thêm thu nhập. Chứ nếu mà không đi chợ thì không lấy tiền đâu mà mua sắm cho con cái. Mấy giờ đi chợ được cứ 2-3 bơ gạo là thích lắm rồi. À. Đi chợ có đầy đồng, đi chợ đồng bằng, đồng bánh đúc không có muối. Thì chúng tôi bảo thế sao bánh cũng có bạc không có muối gì. Họ bảo rằng là chúng tôi có lời nguyền không cho muối được. Muối thế nghỉ. Vâng.
không cho muối. Bà đẻ con này khổ lắm đấy. Dạ. Rồi khổ. Dạ. Bà cháu kể là bà cháu đi chợ buôn bán từ năm 13, 14 tuổi đấy. Đúng rồi. Dạ. Là bà khổ lắm. Mà hồi đấy nếu mà không đi chợ là đói hả bà? Vâng. Có gì mà lót ruộng nước người nhà giàu nó thu hết rồi đó. Vâng. Nó cho cái chế cái rẻ đấy. Ai vậy nó cho chân trong, theo trâu, theo bò thì mới cho một hai xào một cái. Thế hồi đấy là bà đi chợ từ năm mười mấy tuổi là đi. À mà nhà bà ngày xưa là ở chỗ nào ấy nhỉ? Bà là người trong làng mình ở chỗ đấy, nào? Cũng ở đấy. À. Cũng ở chỗ này. À. Cũng ở trên này tôi lấy chồng thì ở trên kia cơ. Vâng. Cái chỗ bán thì được có 26, còn là đi lấy chồng nhà mình thì nồi hai nhà tôi xin lỗi nồi hai đến nồi 15 cũng bán cũng đầu trước một chiếc. Thế thì nếu chồng thì cơm nước đất nước nước chỗ đất. Cũng là 21, 22, với chồng chồng 21, vợ 22. Dạ. Cơm như đất, nắm nước như đất. À thế ạ, à, hồi đấy là hai ông bà lấy cũng nhau nghèo khó, chả gần chả có gì ạ. Vâng. À. Cái giường buồn quá, chị nó mối anh em đôi bên, chị mua cho cây xoan về đóng cái giường, bốn cẳng. À. Cái gì cháy chiếu, một chiếu, cái chăn cũng quá, tôi mua cái chăn cá bắp 7.000. Vâng. Chờ kẻ chăn, tôi tả nó nghe. Ô thật đi. Vâng. Lúc kể nó khó nặng lắm. Ừ, nhưng mà có cái gì đấy bà cứ kể lại cái lịch sử đấy để cho người ta biết, cho lớp trẻ nó biết. Thế bây giờ nó loạn như thế này, tôi nói với em chứ bây giờ của nghĩa của đầy mà nhìn không có nước nào. À. Chỉ cần người à. Bông nhắn thắp nước cứ vất mặt về đâu còn đấy không ai thân đấy. À thế ạ. Chỉ có chạy như người thôi. Vâng. Nó loạn. Vâng. Mình bây giờ nó vui lắm. Vâng. À. Cứ từ tháng 8 rồi mà từ tháng 6, tháng 7 nào đi tập ấy rồi chúng yên tập ngoài đình này, ngoài chùa rồi. À, à thế à vâng. Đây là trung thu rồi. Dạ. Bây giờ họ có ý định mà đọc mà ăn giàu. Cô không thật rồi, mấy cái loại này loại là vui lắm. Vâng. Ừ. Nó thấy nó giống như nước chứ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cô hay không thật rồi. Dạ dạ dạ. Đây cháu chúc bà mạnh khỏe nhá và vâng. Còn để được đi chùa để vui vẻ nữa. Vâng. Cái này là cháu biếu bà gần Tết rồi, biếu bà để bà quà. Thì tôi hỏi là tôi hỏi thật. Chào tôi thì chào, tôi chẳng biết anh ăn nào. Thì cứ đây cứ nhận đi. Để, ừ, chứ anh ăn nào. Nhận để ăn chầu, ăn chầu, nhận để ăn chầu. Ủa thế thôi, thế anh đã cho tôi đi xin nhá. Gần Tết rồi. Ừ thế hỏi thật anh ăn nào. Cháu là cháu ngoại bà Phin. À thấy rồi. Tôi bà lão ở đây là mình vào cái đò đấy, vào cái nèo. Có cái nào này ông nó vào với bầu chị đi chợ bầu bừng thì chợ nào nói thế chứ nó có ai. Năm sáu người mà ngồi ăn thuốc ăn ve làm giếng rồi đông thế bầu đi mình kinh mình nói thôi chứ không phải đâu. Vâng. Có một mình mà. Yeah. Thế là thứ nhất, cái thứ hai mà bạn tôi mới đi có cái con tre không có cái dứa những cái bờ này to lắm. Yeah. Cứ người dài dài làm nữa chúng ta đi đào cảng chúng ta đi lên lên này. Yeah. Đi lên đi cái thế là coi là có cái con điên nó xóa tóc nó lại nó gừng cũng được tôi mới chắc một cái thông. Yeah. Nó mới neo cái thông bằng cái đồn gánh rồi. À. Mình chụp cú lắm. Thế nó ai đi đâu đấy, đấy mà đang cùn mà lên đi bắt chết người điên. Thế nó cứ thế này, cái gì bắn bắn. Tôi đi bằng từ đây có bằng cái đồn gánh tôi đã đâm sấp mặt từ đất. À. Mại ngóng lắm, có vẻ mát cơ từ đây bằng tôi thấy đã đâm sấp mặt. Yeah. Thế là cái đợt thứ hai. Yeah. Cái đợt thứ ba là khi bây giờ tôi uống thuốc nằm động. Yeah. Thế cái đồng không mông quạnh mà đồng to lắm. Yeah. Hai bên đây là cái dòng, hai bên là dòng cây điểm thanh. Yeah. Cây điểm thanh thì coi như thế là mình đi bán nốt. Hai bên cây điểm thanh cứ rã ra thế này. Yeah. Mà đến lúc về mới kinh. À. Kinh mà nếu không biết còn không chết thì chết là chết. Nó chắc. Thế à? Ủa thế này có ai đồng không mông quạnh nhá. Yeah. Đêm đi nhá. À. Thế mà hai cây điểm thanh ở bên là nhỡ có dòng đi. À. Thế mình đi trên bờ thì chết của ai ta đánh làm gì. Dạ, dạ. Là tôi từ cậu bé ba cuộc thế. Nhưng mà hồi bà đi chợ đêm như thế có bao giờ người ta gọi đi đêm lắm có ngày gặp ma bà có giờ chẳng bà thấy ma. Gặp ma bao giờ. Ma là chúng tôi bây giờ gọi là cái nghĩa trang ở trên bến hiệp. À. Con xanh con đỏ con tắc đúng trường còn mong cho xem. Ủa thế ạ? À? Ờ. Cái nghĩa trang của người Tàu đấy. Vâng. Một chỗ bến hiệp đấy. Chỗ có nhiều cây thông đấy. Cây đỏ cây vàng ấy thế là cứ chấp rô nông rô thế này tôi cũng tồn ngồi cũng xem. Ủa thế ạ? À? Thế là hồi đấy là mấy bà đi xong cứ thấy là cứng vía. Vâng, cứng vía là con gánh rồi ngồi xem. Thế à? À, thế xong một lúc thì nó biến mất. Mất lúc rồi thôi. Tức là kiểu như họ trêu mình nhưng mà ai mà nhát gan là họ lại trêu đấy đúng không ạ? Còn mình cứng vía là mình chả sợ gì bởi vì mình có làm gì họ đâu. Lúc ngồi chạm quần thành quần của họ đang bạn thế này cứ nhấp nhu thế này. Cái một lên cái thấp cái cao. À. Ngồi xem này. Thế là hồi lên bà đi chợ lúc khoảng 3-4 giờ sáng là đến đấy là nghỉ. Vâng. À, thế à? Giống như đến đấy là mình đổi vai đúng không? Đổi vai gánh ấy. Ngồi đó đấy thì trời nó. À. Và một chúng tôi kể trước thì khổ khổ cơ. Vâng. Là dạng những khi. Vâng. Khổ lắm. Tức là cứ các cụ cứ gánh bộ vừa đi vừa về có khi là đến 3-40 cây đấy. Thả đấy. Vâng. Đi ninh giang một bộ
toàn dạ. bộ cả ừ. đi bộ cháu gì có xe luôn dạ. Ninh Giang tầm ba bốn tuổi họ mới mẫu đi xe đạp dạ bây giờ sao mua được cái xe đạp như thế đi đi để trên đường thì đi được trong làng thì mới mẫu lên không lên được vâng. Mà cái sân kho bây giờ là cái sân kho to lắm rộng lắm nên nên giấy lên ba đồng sấp mặt đem bố xe vào vâng. Mà bà bảo là ngày xưa ví dụ hồi đấy là ngăn sông cấm chợ đấy vâng. Không cho đi không đi buôn bán thì vâng. Mình lại phải đi đường tắt đúng không bà đi đường tắt. Nhiều khi là không được đi đường chính mà lại phải đi đường tắt đấy. Xong lại đi qua ruộng hoặc qua cái rặng cây hoặc cái gì nói các anh các chị chả ai người ta nghe được. Thì bà cứ nói và kể biết đâu con cháu của người ta nghe để người ta biết được là bây giờ người ta đi buôn bằng ô tô ấy nhưng mà phải bắt đầu ngày xưa các cụ phải đi buôn bằng đi bộ. Thế đây tôi với bà già ở đây là cứ buôn đi buôn mì với cao nương hạt mì đông bơ với cao nương. Thế hồi đấy mua hạt mì ở đâu, mua ở Bến Hiệp hay là mua ở đâu hay là bộ mua ở Thái Bình? Họ bảo cánh hết cái loại mang xong mình lại mua về mình bán bên tay người ngoại sang người kia lấy ở gốc người ta mang đến người ta bán thì mình lại mua cắt của người ta vâng. Gốc mình bán nhẹ. Thế là mỗi lần bà bảo được một hai bát gạo là đã là mừng thấy rồi chứ một hai bát gạo là quý lắm rồi. Dạ vâng. Thế còn hồi đấy là cũng chả có dịp để mua quà bánh cho con khi đi chợ làm gì còn có tiền đâu mà cốt làm sao có được cơm loa là được rồi thức ăn thì có gì dạ. Đã có cái gì cả dạ chỉ có cơm ăn với rau vâng. Cơm rau với muối ăn đi xong lộn bữa thôi dạ. Thế mà bà làm sẽ đi chợ buổi sáng chiều về lại làm ruộng vâng làm chứ giờ lúc không có ruộng à. Bây giờ ruộng nước thì nhà giàu người ta ấy ấy à. Về sau mới đảo chính mới thợ đi ruộng nước mới chia cho nhà nghèo chứ không đấy chứ không chỉ có ruộng đồng nhà giàu thì cái hàng vài chục mẫu làm gì có ruộng chắc không chỉ có ruộng vâng. Thế là nhưng mà đến sau năm 45 là bà 14 tuổi đúng không 11 bà 11 vâng, vâng năm tổng thằng nghĩa tôi 11 dạ dạ năm nay là 83 rồi ba là bây giờ là đi đền chùa đi các đền miếu theo các sư với các bà vãi ở trong làng là vẫn còn khỏe không cần chống gậy đeo chùa hương là đeo cái kinh bồng có mốt pho tượng đạo lắm dạ. Đấy ngày xưa bà cháu kể là có bà ngó đấy là cũng đi chùa nhiều đúng rồi bà ngó đấy bà chị bà phi đấy thì dạ. Đấy ông nùn ở bên đây bà đấy cũng đi nhiều chùa lắm mà cũng toàn đi bộ mới đi xe đi xe ngựa mà tụi mày nếu nó trước thì nó nhạt dạ. Nó không mạnh như bây giờ dạ. Bây giờ thì cứ đi hàng bốn ba tôi đi chùa hương tôi bốn ngày à thế à vâng tối trọ đấy đọc đi xem người điên à thế là đi xem người điên thật cũng thấy thật nữa à thế à đọc đi xem người điên thật à đi xem người điên điên đêm tối ô thế mà bà bảo cái lần bà gặp một cái người điên mà xõa tóc ở bên đường ấy thì hóa ra là người điên chứ không phải ma người điên không phải ma đấy là người điên chứ không chứ nếu mà mình để nát thần tính thì có khi là mình nghĩ là ma đúng không ạ thế hôm ấy mới đi chùa để đi chùa cô bé để cô bé đi từ 7 giờ đi cơ ông khuê đến 7 giờ đến 11 giờ mới tới 11 giờ tôi đi đâu rồi tôi không thể đến sáng mai thì đến nó sắp lễ xong lấy thùng lọc và về nhà là 4 giờ thế thằng cô Hịnh nó hỏi đêm qua bà đi đâu nó cũng kể nó cũng cùn là cũng đúng thôi bố tao đi đâu mà không phải hỏi bà đi đâu bà không bảo để nhớ cái bà đi đâu các bác là bà có bác cái bà hỏi bố tao đi đâu bây giờ nói thật đấy này bây giờ mình đi mình dám nó không ấy nó nói phức tạp không sợ bà bị yếu sức yếu rồi không cho đi vâng thế là tôi mới đi về tôi bỏ tao chứ trúng gió đi máy từ 7 giờ mà đến 11 giờ tới tôi được cái chỗ ưu điểm thì đi ô tô cứ dậy ngọc tàu chẳng hạn chứ bà không say không bị không say không nào cười nói mặc kệ mặc kệ muốn làm gì nào không bao giờ say vâng thế là đến 4 giờ sáng về nó mới hỏi mà kể thì cũng kinh thật đến ông tâm bạn đâu không biết đúng rồi lần sau bà đi đâu thì bà cứ bảo con cái một tiếng mà quá tội nó thật ra mình đi đã đi mình đi thế mà một tâm tâm niệm niệm mà trong bụng mình thôi cái chuyện nói cái anh nó xả nó không tí là nó lại nói câu nọ câu kia thì mình đi nó không đẹp dạ, dạ. Tôi chẳng kể anh nhắm hết thế vâng tôi lần sau cứ bảo là bà đi chơi với lại các cô chú ở trong làng để cho các cô chú yên tâm mà vì bây giờ các cô ấy cũng sợ bà luôn. Nó kéo chứ tôi toàn làm gì có ô tô xe máy, toàn đi xe ngựa. À thế ạ. Xe ngựa nó kéo. Đấy cũng cọc ấy. À thế. Và đánh đỡ. Vâng. Dù kéo được cái bộ đi xe ngựa. Vâng. Rồi thế cháu chúc bà mạnh khỏe nhá để còn tiếp tục có cái đền chùa nào mà đi cùng được các cô chú. Giờ thì chịu rồi, giờ chịu rồi. Đi nữa. Yếu rồi mà nó có bệnh đau đầu. À. Tai hại tiền thuốc đau đầu. Dạ. Thế mà không phải. Thì thôi cứ cố gắng ra chùa ấy ạ, ra chùa gia đình xong rồi tụng kinh niệm Phật ạ. Tôi cứ lên chùa thôi, ở nhà thì nhà thôi. Dạ, dạ. Còn giờ đi đâu tụng Phật quá tội này.
chùa nào cũng Phật ấy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có đi đi vãng là đi xem cảnh. Đúng rồi, mình đi vãng cảnh, mình xem cảnh. Xem cảnh, dạ. Còn chùa nào thì đúng rồi. Không Phật ấy. Đúng rồi ạ. Vâng. Đi đi vãng cảnh, xem cảnh. Vâng, đúng rồi. Vâng, thế cháu chúc bà mạnh khỏe nhé. Đấy, vâng. Trong đây có nói về cái bài nói về Phật đấy. Vâng. Dạ.